cái việc mà tẩy bỏ cái nốt ruồi ở trên gương mặt thì nó không ảnh hưởng đến cái vận khí hay vận tốt của anh chị, mà cái việc này anh chị chỉ cần lưu ý rằng là chúng ta xem một cái ngày quý nhân độc mã hoặc một cái ngày nào đó nó trợ cho thân bệnh là chúng ta hoàn toàn có thể đi tẩy nốt ruồi này được. Và khi tẩy nốt ruồi thì nhớ là phải kiêng khem thật là kỹ, là không ăn thịt đỏ, không ăn cái rau muống, để không may sau cái chỗ đấy nó nổi ra cục thịt thì nó lại cái việc xấu nó lại trở nên là xấu hơn, lúc này thì còn xấu hơn cả nốt ruồi nữa. Như thế thì nó không có liên quan đến yếu tố phong thủy mà nó là bản thân là yếu tố về thẩm mỹ, nó đã làm cho gương mặt của các bạn nó trở nên là không đẹp rồi. Và cái việc tẩy nốt ruồi chúng ta lưu ý là về phong thủy mà nói thì là những cái chỗ nào mà có râu lông tóc mà nó che, ví dụ như là nằm ở dưới cái lông mày hoặc là nằm dưới cái bộ râu hoặc trong cái bộ râu của người đàn ông, thì những nốt ruồi đấy mà là nốt ruồi đen thì nó lại là những nốt ruồi rất là quý. Mà những đặc biệt là những nốt ruồi ở dưới cằm này chẳng hạn thì nên nuôi cái râu dài một chút để giống như là có cái rừng lá hay có cái rừng cây như ngụy trang ấy, là nó che đi, thì những nốt ruồi đấy lại trở thành những nốt ruồi cát. Còn những nốt ruồi nào mà nó lộ ra mà không có cái che chắn thì nó là những cái nốt ruồi hung, nên chị lưu ý trong việc mà tẩy hoặc là chúng ta làm nốt ruồi.